Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Thánh Săn Sale Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng voucher tích lũy Lazada cho người mới nhé Trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua một chút voucher tích lũy Lazada là gì đi Nói thì nghe nó hoành tráng, thực ra nó chỉ là một cái loại voucher tương tự như những cái voucher khác có trên Lazada thôi Chữ tích lũy ở đây có thể giải thích bằng việc bạn có thể vào Lazada để lấy và tích lũy nó hàng ngày. Dạng voucher này nó sẽ không có dạng mã mà nó sẽ được hiển thị thành giá trị tiền, ví dụ 30, 50 hay là 60 000 Việc này thì sẽ giúp bạn dễ dàng dễ tính toán ra được cái giá trị được giảm hơn. Ok. Vậy thì cái voucher tích lũy Lazada này các bạn có thể lấy ở đâu? Thì các bạn có thể lấy ở một số chỗ sau đây này. Trước tiên thì các bạn có thể thu thập tại mục voucher tích lũy Lazada nhé. Để vào được cái mục voucher tích lũy Lazada thì các bạn chọn vào mục tài khoản sau đó các bạn chọn vào mục mã giảm giá. Ok, sau đó các bạn chọn vào voucher tích lũy ở góc trên bên phải màn hình này. Sau khi chọn vào mục voucher tích lũy xong mà các bạn thấy cái mục số dư khả dụng này nó có giá trị. Cái lần đầu tiên cái tài khoản mới của mình ấy, là nó được 300 000 là các bạn sẽ chọn vào mục thu thập thêm. Ở đây thì mình đã thu thập mất rồi nên là ở đây mình sẽ không còn cái này này nữa nhá. Đó, cái này là các bạn mới là sẽ có như của mình là 300 nghìn này Có một số bạn thì mình thấy là có 400 nghìn đấy Ok Đó là một chỗ các bạn có thể thu thập Tiếp theo ở chỗ thứ hai là các bạn có thể thu thập vô chơi tích lũy Lazada ngẫu nhiên tại trang chủ Lazada nhé Khi mà bạn mở ứng dụng Lazada trên điện thoại thì cái vô chơi tích lũy nó sẽ được hiện ngẫu nhiên để cho bạn thu thập Tuy nhiên đã là ngẫu nhiên thì không phải bạn mở app lên nó sẽ xuất hiện liền Vì thế mà mình khuyến khích các bạn là thu thập theo cách là vào mục vô chơi tích lũy ra ra cho nhanh và chủ động nhé Rồi ok, nơi tiếp theo các bạn có thể thu thập vô chơi tích lũy là tại trang giỏ hàng Khi mà bạn vào cái mục giỏ hàng ở bên cạnh mục tài khoản đấy ạ Thì bạn sẽ thấy những cái mục vô chơi tích lũy mà các bạn có thể thu thập nha Ở đây thì của mình lại không có cái vô chơi tích lũy nào mất rồi Ok, nếu như bạn nào có thì nó sẽ hiện nha rồi và cái nơi cuối cùng các bạn có thể thu thập vô chơi tích lũy là tại trang chi tiết sản phẩm thế các bạn cũng có thể thu thập cái vô chơi tích lũy này ngay tại trang chi tiết sản phẩm nhé nếu sản phẩm áp dụng được voucher tích lũy thì hệ thống sẽ hiển thị logo tương ứng với mức giảm voucher tích lũy để bạn thu thập và bạn bấm vào đó để thu thập nha. Các bạn chú ý là cái voucher tích lũy được tung ra bắt đầu từ 0 giờ mỗi ngày và khi hết ngày thì sẽ không còn thu thập được nữa. Vì vậy mà vào mỗi đợt Lazada có chương trình lấy voucher tích lũy thì bạn nhớ mỗi ngày đều phải vào để thu thập nha để tránh bỏ phí những cái voucher tích lũy này khá là ngon này. Ok, bây giờ thì vào cái phần cuối cùng đó là cách sử dụng voucher tích lũy Lazada. khi để sử dụng cái voucher tích lũy Lazada này rất là đơn giản thôi. Trước tiên bước 1 thì các bạn phải chọn được sản phẩm áp dụng được voucher tích lũy Lazada nhé. Cái mẹo để tìm được những cái sản phẩm áp dụng được voucher tích lũy thì mình sẽ chỉ cho các bạn ngay bây giờ nha. Ở cái thanh công cụ tìm kiếm này các bạn vẫn gõ cái sản phẩm các bạn muốn mua. Ví dụ ở đây mình muốn mua cái quần nam chẳng hạn. Rồi, các bạn chọn tìm. Sau đó các bạn chọn vào mục hiện voucher tích lũy. Đó, các bạn có nhìn thấy cái mục hiện voucher tích lũy không ạ? Các bạn bấm chọn vào nhé Thì như vậy hệ thống sẽ lọc ra những cái sản phẩm có thể áp dụng vô voucher tích lũy luôn cho các bạn nha. Thế các bạn sẽ không phải đi tìm nữa. Sau đó bước 2 thì các bạn cho sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán như bình thường thôi. Ví dụ ở đây mình muốn mua luôn cái quần này đi chẳng hạn. Mình sẽ chọn vào. Rồi, các bạn chọn vào mục thêm vào giỏ hàng. Sau đó các bạn chọn cái sản phẩm theo nhu cầu của các bạn. Ví dụ ở đây mình chọn màu ghi sáng này. Ờ uh, size 34 đi số lượng 1 sau đó các bạn chọn thêm vào giỏ hàng. Ok. Sau khi đã thêm những cái sản phẩm mà các bạn muốn mua mà áp dụng được cái voucher tích lũy vào giỏ hàng rồi thì các bạn chọn vào mục giỏ hàng này. Sau đó các bạn tích chọn sản phẩm muốn mua, rồi các bạn chuyển sang phần đặt hàng thôi. Ở bước đặt hàng thì hệ thống sẽ tự động áp dụng voucher tích lũy và các loại mã giảm giá khác nếu có cho đơn hàng của các bạn nhé. Đấy ví dụ như ở đây của mình là nó có cái voucher miễn phí giao hàng là nó đã tự động áp dụng cho mình luôn rồi. Cái đặt hàng này rất là đơn giản với các bạn, các bạn chỉ cần đặt bình thường thôi là hệ thống sẽ tự động áp dụng những cái voucher Uhm, tốt nhất vào cho các bạn nhé ok đến cái phần cuối của video hôm nay thì mình muốn nói đến một số những cái vấn đề liên quan đến cái vô chương tích lũy Lazada này thì cái vấn đề thứ nhất mình muốn nói đến là mình muốn trả lời cái câu hỏi là có phải ngày nào các bạn cũng thu thập được vô chương tích lũy không thì câu trả lời là không nhé vô chơi tích lũy được thu thập mỗi ngày nhưng chỉ trong khoảng thời gian lazada chạy chương trình khuyến mãi thôi ví dụ trong chương trình sale lương về này rồi là ngày đôi sale gấp bội chẳng hạn còn những ngày bình thường thì sẽ không có voucher tích lũy để các bạn thu thập đâu nha. Thế nên là các bạn phải tranh thủ những cái ngày Lazada mở chương trình vào mỗi ngày để thu thập những cái voucher tích lũy này để tránh bỏ phí nhá. Rồi, tiếp theo mình muốn trả lời một câu hỏi là tại sao voucher tích lũy không áp dụng được toàn sàn Lazada? Thì cái vô voucher tích lũy là chương trình được tài trợ bởi ngân sách của Lazada và nhà bán hàng. Chính vì vậy mà chỉ có những sản phẩm của những shop đăng ký tham gia chương trình này thì mới áp dụng được thôi nhá. Nếu mà sản phẩm áp dụng được vô voucher tích lũy sẽ được gắn logo mức giảm tương ứng cho bạn dễ dàng nhận biết nhá. Rồi, ok cái vấn đề tiếp theo là tại sao không vào được mục voucher tích lũy thì cái mục vô chơi tích lũy chỉ xuất hiện trong những ngày lazada chạy chương trình này thôi nha vì vậy mà những ngày bình thường thì bạn sẽ không thấy những cái mục vô chơi tích lũy này tương tự như vậy thì ghi hết chương trình logo vô chơi tích lũy cũng sẽ được cỡ khỏi các sản phẩm thì các bạn chú ý giúp mình điểm này này vấn đề tiếp theo mình muốn giải đáp đó là vô chơi tích lũy có hạn sử dụng không thì cái vô chơi tích lũy này có hạn sử dụng các bạn nhé thường thì nó sẽ có hạn dùng trong khoảng thời gian lazada chạy chương trình khuyến mãi tương ứng có vô tung vô chơi tích lũy ví dụ chương trình siêu lương về này chương trình ngày đôi như là mùng 9 tháng 9, mùng 11 tháng 1, 12 tháng 2, chương trình siêu sinh nhật. Đó, để kiểm tra hạn sử dụng thì các bạn cũng có thể vào mục voucher tích lũy trên tài khoản các bạn nhé. Rồi, và cái vấn đề cuối cùng mình muốn lưu ý đến các bạn là khi hủy đơn hàng thì có được hoàn lại voucher tích lũy không? Thì nếu như mà các bạn hủy đơn hàng thì Lazada sẽ hoàn lại voucher tích lũy cho các bạn ngay lập tức thôi. Điều kiện là đơn hàng được hủy trong khoảng thời gian voucher tích lũy vẫn còn hiệu lực nha. Ok, như vậy thì vừa xong mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng voucher tích lũy Lazada rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và có ích thì nhớ nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.